Rồi xin chào tất cả các bạn, tất cả anh em yêu cây trên cả nước. Hôm nay Đinh Vượng sẽ review giới thiệu với các bạn một cây hồng xiêm. Cây này một cây được đào đánh và khai thác với những cho lên trên chậu được rất lâu năm rồi. Hiện tại chân bệ cây là đã bệt và tràn bệ rễ trên chậu rất đẹp. Nó là một cây cốt chậu rồi các bạn ạ. Hôm nay cây này là của em Đoàn Phú Phương, tôi đi qua thì vô tình lại gặp được cái cây như thế này, lại rất là may mắn đã được gặp chủ cây ở đây. Thì hôm nay em Đoàn sẽ giới thiệu chúng ta về cây hồng xiêm nhé. Anh em nào có điều kiện hoặc là có duyên thì sẽ giao lưu với cây hồng xiêm này với em Đoàn, thì sẽ trực tiếp điện thoại và làm việc với giá cả với em nhé. Rồi, ok, xin mời em giới thiệu cây hồng xiêm của em nào. Đoàn Dự xin chào tất cả anh em yêu cây trên toàn quốc ạ. Xin giới thiệu với các bạn, đây là một cây hồng xiêm cổ rất nhiều năm tuổi ạ. Cây này đến với Đoàn nó như một cái cơ duyên ạ. Trong một cuộc đi chơi thì Đoàn vô tình Đoàn nhìn thấy có một vườn hồng xiêm, thì Đoàn ngắm mãi cả vườn thì Đoàn thấy đúng một cây này có thể làm được cái dáng bonsai, một cây cổ bonsai thu xuống. Nghĩa là cây này nó có cái tầm, nghĩa là để côn cây và để tạo cảnh nó thành một như một bức tranh. Quan trọng em thấy cái cây này là có cái bệ rất đẹp em ạ. Bên thường cái ông xiêm thì nó không có cái bệ rễ chảy trên mặt đâu. Vâng, nó quắt móng dở của anh ạ. Nhưng cây này là có một cái bệ rễ chảy trên mặt rất đẹp. Anh ạ, còn rễ mà đi đơn theo kiểu bình thường thì rất nhiều anh ạ. Thế nhưng mà em rất là mê cái cây này. Đẹp nhất là da nó rất đẹp. Da như kiểu da cá sấu anh ạ, như kiểu da rồng anh ạ. Nó sáng nhỉ? Vâng. Su xì nhưng lại rất sáng cây nhé. Sáng mà đúng không anh? Mịn nhá. Đấy. Thì khi em đặt vấn đề em hỏi anh ạ, nguyện người ta đang ăn quả, được tầm 6-7 triệu tiền quả anh ạ. Mỗi một năm được 6-7 triệu tiền quả kìa. Tồm lắm, cao to lắm. Nhưng mà em đây em hạ tầm hết cỡ xuống để tạo thành một bức tranh. Vì thân dáng này thì em tính là nó sẽ sau này sẽ như một con long đàn phượng vũ. Thì tới bây giờ thì đã nguyên lộ nguyên hình của nó anh ạ. Nghĩa là như một con chim phượng anh ạ. Đây là một cái đầu phượng, đây là cái mình phượng, cái đuôi phượng anh ạ. Anh ạ, long đàn phượng vũ, tức là dáng cái này gọi là dáng long đàn phượng vũ. Vâng. À cây đàn thì nó như cả là một cái cây đàn, tức là cái con vâng. con long là đang cuốn ở trên, con vâng. Con ở dưới là một cái con phượng đang múa, đúng không? Phượng vũ tức là phượng múa tức là phượng vũ. Anh đây nhá, một con rồng đang cuộn như thế này, và một con phượng, đây là cái đuôi. Đây là cái ức. Chân nó, hai chân đây này. Bắt đầu đầu nó trộn xuống để nó múa cùng con rồng. Đúng rồi. Đây là con long. Anh ạ, nhìn thực tế thì có cảm nhận, có hồn hơn đúng không anh? Đúng rồi đấy. Đây là hai cái chân của con phượng. Và đuôi nó vẩy lên để nó ve cái con rồng để múa cùng anh ạ. Anh đúng không? Đây là cái hầu và đây là cái gọi là mình, nghĩa là mình có trí tưởng tượng phong phú thì mình như thế, chứ không phải là như hình. Đúng rồi, làm sao mà nó giống hết như thế được, thì gọi thì như thế gọi là đắp tượng. Đợt trước thì em, đây là nó em, là hình tượng em cũng nghệ thuật. Em cũng định bảo thợ đục gỗ nghệ thuật bảo làm một cái đầu phượng và một cái đầu rồng. Đầu phượng nhô ra đây. Anh đúng không? Thì chỉ cần đặt đấy thôi nó sẽ có một cái điểm nhấn nhỉ. Như thế là thành cái cây gỗ lũ à? Không, mình là cái cây nghệ thuật tươi sống. Chơi theo kiểu ấy thôi. Thì mình nên để như thế này, nhưng là có cái hình bóng của cái con long, con phượng thì nó ok rồi em ạ. Vừa rồi triển lãm Việt Trì mà kẻ ta mang tác phẩm này đặt ở giữa sân mà cho nên bốn cái đô nó cũng có cái đặc biệt anh nhỉ. Anh nhỉ. Nó không phải là về giá trị kinh tế cao quá, nhưng nó là cái giá trị của sự bất ngờ của một cây hồng xiêm quê hương đúng không ạ? Một cây rất bình thường mà tại sao lại làm lên một bức tranh sống động và hài hòa nhưng đến như thế anh nhỉ. Không phải là sắc nét, không phải là nó kinh điển quá, mà là cây này nó là ngỡ ngàng, nó hài hòa, nó em cũng nói hương. To vào anh to đúng không đi. Mọi người quê nghe cho rõ anh nhỉ. Nó không phải với cây chanh độc đáo, một cây này nó có cái đẹp riêng anh nhỉ. Như một bức tranh anh nhỉ. Một cái cây hồng xiêm hiện tại đang được để ở giữa cánh đồng các bạn nhé. Em ý chưa có điều kiện làm một cái sân vườn đẹp lớn, em đang để giữa cánh đồng cho nên cây loài được ăn thoải mái, nắng mưa gió bão tát bập bùng thoải mái, tức là chịu dầm mưa dại nắng, cây rất khỏe các bạn ạ. Đấy, nói lấy sức sống của cây loài thì vô tư đi các bạn nhé, vô đây rồi. Giờ em mới đang tạo tác, cái thân là nó hơi bé thôi nên nay mai ở trên cái tay mới mà nó to như cái bắp đùi lên thì cây loài không biết bao nhiêu là tiền, nó vô giá các bạn ạ. Nó quý lắm. Đó, như tôi thấy thực sự cây này là có một cái bộ chân gốc chân bệ rất đẹp. Đây, nếu mà để một cái hồng xiêm bình thường thì nó không có được những cái bệ như thế này các bạn nhé.
Nhưng cây này thì có cái chân bụi rất đẹp, nó trải rễ ra trên mặt đất các bạn nhìn. Và nó tạo thêm một cái cây đôi. Nếu nói về nghệ thuật thì một cái ông xiêm như thế này là đạt về tiêu chí nghệ thuật, không phải đơn giản. Để khai thác đào đánh bên ngoài về thì tìm được một cây như thế này thì quả thực sự là khó. Còn nhìn, những dòng cây khác người ta nó tạo tác từ bé thì không nói chuyện. Cảm giác nhìn nó ấm áp mà nhìn nó có hồn anh nhỉ. Những cái này nó tạo tác nó được khai thác từ ngoài thiên nhiên về. M2 nữa anh đúng không? Được, em nghĩ là tạo dựng những cái chỉ vài viên đá thôi và vài ông tượng, nhưng mà khi đặt vào nó phá vỡ tất cả bố cục. Lạnh, nói chung là mấy cái viên đá này vào nó tan chảy không gian, nó vào quyện với tất cả một cái không gian này, anh nhỉ, tạo lên một cái sự ấm áp, ấm cúng. Cuộc sống của một người có điều kiện, anh đúng không? Nó là như một bức tranh đấy các em ạ. Đúng không? Có nhà thờ tổ của đại gia đó đúng không? Có nơi đọc sách đúng không? Có nơi đánh cờ. À này, ông đánh cờ. Có nơi nghỉ mát hóng gió. Phong thủy hữu và tình. Và những đứa cháu đang ngồi thổi sáo, và có đứa cháu thì đang đọc sách, ngâm thơ, và có cái khu sinh thái có những con hươu của những đồi nhỉ, đồi sinh thái như đồi mà anh ạ. Nghĩa là làm phong phú và đa dạng. Cỏ này là cỏ như cỏ nhựa, cỏ rất đẹp anh ạ. Đầu tiên anh cứ tưởng là cái nhựa hóa ra cỏ sống tươi à. Và một tác phẩm đẹp quá em nhỉ. Hòa quyện với thiên nhiên, với cuộc sống đời thường. Anh ạ, em làm theo kiểu như là đúc rút nghĩa là gói gọn trong khoảng mấy mét vuông này là dàn dựng một cuộc sống. Cái đây là ngoài nó có ra quả chị em. Ui giời ơi, quả nhiều nó. Anh đây quả to này anh này. À ừ nhỉ, đang ra đây lụ này, quả này. Đây anh đây, quả đây, đến đây đây. Đây quả này. À ô quả này. Cho quý khách xem quả đây. Ôi sao quả to thế à? Đây quả thật không phải. Đây này, rung này. Anh đúng không? Đây là quả nó còn giữ lại đợt trước anh ạ. Đây quả này. Rồi ok rồi. Dài lắm, đợt này đang hoa lụ. Đang lụ nhiều nhỉ. Vâng. Đâu nhỉ, cái chỗ nào? Dưới đây này có cảnh sơn thủy hữu tình nhỉ. Anh nhìn cái sự đậu quả của cây này, phê không? Chi chít này, tới đây nhá. Anh thấy không? Rồi quả đang lụ rất từ nhiều đây em ạ. Xài lắm anh ạ. Đây. Đây nó bìa đấy anh thấy không? Rồi ok, nay mai nó sẽ rất nhiều quả, nó đến mùa rồi. Lắm, xài lắm. Ôi dưới này em trang trí như vậy nhỉ? Thơ ạ, anh xem cái cảnh dưới nước cái thế này. Vâng. Em cái này là em tự làm hay là em thuê thợ nghệ nhân mới làm đấy? Cái này là em, vì em cũng có năng khiếu vẽ tranh và em nghĩ là em làm nghịch cảnh và làm nó như một bức tranh. Anh ạ. Anh thấy đẹp đấy. Đây này em làm tất mà đẹp đúng không anh, nhìn có hồn đúng không? Sơn thủy hữu tình. Đấy. Anh nhỉ. Này thả ít cá bảy màu và rất đẹp. Nhờ. Cái này nó có thơ cả. Có thơ anh ạ. Thế đọc cái bài thơ của cây này xem nào. Tác phẩm mà Hồng Xiêm Cổ. Tác phẩm Hồng Xiêm Cổ à. Hồng Xiêm Hoàng Gia sừng sững xanh tươi đứng giữa trời. Em cứ đứng ra em đọc. Mây đùa gió thành thơi chơi. Ừ. Ngàn xuân mặc sức cùng mưa nắng, luyện chút nét xưa dâng tặng đời anh ạ. Hay quá nhỉ, cái này có cái bài thơ hay thế. Cái này bài thơ này em tự sáng tác đấy à? Dạ vâng ạ. Ôi giỏi nhỉ. Chứng tỏ là em quá giỏi vừa lại bài thơ này là gắn liền với cái cây dùi lão mai của đại thọ của bác Nguyễn trong trường ạ. Em có trích và em có làm một số nghĩa là gắn cây hồng xiêm cổ vào đấy thay tên anh và mượn vì cái cổ thơ đấy quá tuyệt vời anh ạ, nó hợp với cây và nó mấy câu từ đó rất giá trị. Thì cái đá này là em đi mua về em chế đá tạo thế nào là đấy? Do em tự làm đấy anh ạ. Tự làm cả đá cả. Em thì may mắn là cũng có chút hoa tay. Ừ. Và em cũng có đi học hỏi rất nhiều các nghệ nhân. Ôi giỏi thế. Vâng. Thì đây là em làm theo lát đá tự nhiên như nhũ chảy anh ạ. Nó như nó hóa thạch chảy nó chun là, nó đẹp quá nhỉ. Ngoài sa mạc hoặc là như ở bờ biển anh ạ. Thế là đá giả à? Hay đá thật đấy? Đá này nghĩa là đá mục tiêu là đặt để cho nó trang trí nó đẹp hợp với bố cục chứ không phải là giả gì. Cái này là em làm bằng xi măng bê tông chất liệu tốt, em lót mi lông ở dưới xong em làm nó hòa quyện tan chảy, nghĩa là nó phù hợp với chi tiết chỗ này. Đấy thì anh thấy cái này nó khác lạ. Đó là cái chất liệu là em làm lấy bằng bê tông xi măng mà nó cũng đẹp hơn cả đá thật em ạ. Vâng, chất liệu này nó sẽ là muôn đời không anh. Đấy chính vì thế mà em chế tác thế thì anh thấy là nó giá trị ở cái chỗ này. Bê tông mà mình làm đẹp nó cứ đẹp hơn cả đá thật như thế này thì mới là khó làm. Anh biết là những bức tranh cổ người ta đắp vẽ trên tường quá giỏi quá tài em ạ. Chứ nếu mà những viên đá ngoài thiên nhiên có sẵn mua về làm nên thì nó cũng không sai. Thế nhưng mà hôm nay anh lần đầu tiên anh nhìn thấy cái xi măng mà em tạo được như đá thật thế này thì em quá giỏi đấy.
như là bàn tay của mình đúng làm, là như... làm như thế nào là sẽ được thì anh ạ. Ừ. Vâng. Nó như nghệ nhân đấy nhỉ. Vâng. Nghệ nhân trẻ đấy. Nói chung là em cũng do đam mê. À cái này là đam mê đúng rồi, cái này là đam mê thôi, thực sự tất cả những cái này là đam mê thì người ta sẽ nghiên cứu và cố gắng, người ta sẽ tự học hỏi. Đây cây độ to sáng tạo. Đây anh xoay. 3 gang tay một cái mặt. Chối được bao nhiêu? 1 gang nhá. Ừ. 2 gang anh nhá. 3 gang anh nhá. 3, đấy. 3 là 6. Rất nhiều. Vành rơi vào tầm độ 120 nhỉ. Tính cả vòng quanh nó 130, 140 đấy nhỉ, cái vành góc ấy nhỉ. Vành tầm 150. À 150 à? Vâng. Ừ có khi cả cái vòng này 4 này, 6 này. 8 này. Ờ à, cái vòng tròn bên kia đúng rồi, nó phải 150 đấy. 150. Góc to nhỉ? Vâng. Chuẩn bị đẹp quá. Này nó xù ra. Đây anh quay cái chỗ này này, cái đường đẹp nhất của cây đây này, anh này. Góc nhìn đẹp nhất của cây. Anh ạ. Rồi anh quay chính diện này, đây, dựa cây. Mặt này nó nắng quá. Là mặt phê anh này. Đây chỗ này ừ. Mà ok mà anh. Đây, tổng bóng của cây hồng xiêm như thế này các bạn nhé. Nếu như các bạn nào có cái nhu cầu mua cây hồng xiêm này thì liên hệ trực tiếp với đây, em Đoàn qua số điện thoại tôi để ở dưới. Cái đường chạy đẹp anh. Ừ. Làm cho em ngất ngây, làm cho em say đắm, làm cho em mất làm mất ngục. Đó, cái góc nào mà cái góc nhìn tuyệt vời nhất của các bạn. Đây, anh thấy có phê không? Cái đường chạy nhé. Cái đường chạy của thân và bệ đấy. À, nó cong cong lươn lươn này à? Vâng, đấy. À, nó phê không? À? Anh zoom gần cho anh. Anh nhìn có cảm thấy thế đúng không? Rồi, ok. Đường này của nó là một được, rồi, đúng rồi. Nông đẹp, kinh khủng, mê hồn. Ừ. Đấy, thì bệ, chân bệ nhé. Anh zoom gần lại để cho quý vị khán giả có thể nhìn thấy cái độ to. Đấy là cái bệ là của anh thấy cái bệ là đẹp quá, kết quá. Đấy đấy đứng đây này zoom gần xong zoom. Rồi ok rồi, anh thế nào như thấy những cái đẹp anh của nó rồi. Vâng. Rồi thế nhá, các bạn có nhu cầu muốn mua cái ông xiêm này thì trực tiếp liên hệ với em Đoàn qua số điện thoại tôi để ở dưới phần dưới và hoặc là trên cái màn hình, các bạn hãy xem và ấn đăng ký like và chia sẻ giúp cho Đinh Vượng. Và nếu như ai có duyên thì sẽ giao lưu được với em Đoàn cái ông xiêm này và được sở hữu cái ông xiêm về để chơi sân vườn nhà mình các bạn nhé. Theo anh thì tác phẩm này chưa biết giá. Giá cả bao nhiêu thì thôi chúng ta liên lạc trực tiếp với chủ cây. Anh đúng không? Dạ, ừ. Bán là hứ đấy nhờ. Nếu như ai có nhu cầu thì chúng ta trực tiếp liên hệ với chủ để anh sở hữu cây nhé. Rồi chúng ta xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đậu quả sai như thế này.